này chúng ta sẽ lấy G1 này để đi chợ gáp nha mọi người. Khá là chắc đó. Chạy mẹ em, bao đập bao đụng luôn mẹ. Không biết khách mình đâu ta. Chào em cái đi anh, chào Tiến Nguyễn nha. Đổ em ơi, con G1 mày đổ full rồi em ơi. Bài ly không ai đi gáp hết vậy ta. Không ai đi gáp hết mọi người. Mà không thấy có người trên phố luôn á ta. Mod của mình bị lỗi sao á. Để gáp một tiệm mà người khách xanh mặt mày luôn á. Đúng rồi em ơi, nhưng mà nó không mấy. Không mấy người luôn bạn. Không có người luôn nè. Biết sao luôn. Mày giống như cả thế giới chống lại mình như mày ơi. Chơi gì cũng thất bại hết. Cây cú thiệt sự. Đây. Các bạn mình sẽ đua cho bạn coi trên cao tốc với chiếc G1 này. Em G1 phải chạy bao căng luôn mọi người. Ui. Mẹ không? Nó chạy là không ngán ai luôn á. Chạy mô tô còn căng hơn mình chạy xe hơi đó mọi người. Tách thì đừng hỏi. Ôm cua đi đèo cái kiểu bao phê luôn. 1000 mã lực nha mọi người. Đó. Mẹ kéo tới luôn các bạn. Chỉ một đoạn ngắn thôi là mình lụm hết à. Lên được cao tốc nè. Đường đông ở lách luôn, chứ sợ ai. Trời ơi, đường anh bao các bạn ơi. G1 mà trẻ hết. Ây da. Rớt ngày rồi. Chào Minh Nhật nha anh, chào em lần này lần cuối nha anh. Chào em mấy lần rồi Nhật ơi. Trời ơi, tôi tức Nhật cái trời. Chào mấy lần rồi, bắt chào hoài, bắt tương tác với mình đó các bạn. Lần nữa là anh cho em đi xa luôn nhỉ ơi, anh hơi bị cọc rồi đó. Chào Nguyễn Thiện nghe. Rồi chào em đi cái rồi bạn. Bạn nào bắt trước chào đi cái là mình cho chào đi cái luôn rồi. Chào thôi là bị ghê vậy. Đó. Khủi muốn 600 km/h rồi ôi. Má lên 600 km/h chạy gớm quá à. Trời ơi, chết tôi luôn rồi mọi người. Lên 600 km/h. Ui ôi. Rồi lái xe mày ơi. Ui ui không mấy đường mày ơi, nhanh quá. Làm nhẹ con ô tô mini ha anh. Ô tô mini nào em. Đây là con G1 rồi em. Con chiến. Con xe chiến nhất của anh rồi nè. Đó bạn chạy 500-600 km/h không à. Phanh Rebel. Phanh lại mới kịp á. Rồi con G1 này chạy mình thấy xịn hơn. Ui. Rớt này còn bị đụng nữa. Tức cái trời. Đã chạy. Xe ma nó chạy rồi. Chào anh. Coi hết video trên YouTube hết rồi. Cảm ơn Chris Trường nha em. Được sự em ơi. Coi hết trên YouTube thì lên Facebook coi liền em ơi. Má mày thích đua không? Mày thích đua không? Má đua không? Đua không? Còn á mình đang chí diễu các bạn. Con G1 của mình chiến lắm nha mọi người. Mình chỉnh trời tối cho mọi người coi. Mình mới độ lại cho quả nè. Quả chiều đẹp lắm. Đó mày thấy không? Chắc chiều cảnh chiều đẹp không? Quá đẹp quá hữu tình luôn. Làm chiến nè để cho bạn coi. Đi lên Đà Lạt bạn. Làm chiến đi Đà Lạt. Ui ôi. Chết tôi luôn rồi. Đó bạn, sẽ làm cho bạn coi chiến của mình lên Đà Lạt với con G1 nha. Đó, kéo rồi tốc độ bạn thờ không bạn. Tour này là, đi tour này là tour bạo lực nha mọi người. Siêu này là tour mà. Tử thần các bạn, đụng cái là chết nha mọi người.
này là nói không với sự an toàn các bạn, chỉ có nguy hiểm mình gặp chúng ta thôi. Sơ sẩy một cái là mày đắp chiếu đúng không các bạn, lấy cái chiếu đắp lại luôn các bạn chứ không có cứu được nha mọi người. Này rất đài lụm á, mình đâu cần đợi đó bảo hiểm đâu, tại mình biết trước sau té cũng đi rồi các bạn. Phải gọi là mình phải biết trước kết quả các bạn. Ôi trời ơi, may quá bạn, may thiệt luôn bạn. Là đụng chậm á, mình ăn cua không hết bạn, vô cua mà sớm quá, vô cua sớm quá xe hư luôn rồi. Tàu đó hiểm cho ra rồi, nghĩ lại các bạn, mình lúc nãy là do mình tưởng trẻ mình nói vậy thôi, già rồi sợ chết này, này chạy cho chết tôi luôn. Đó, chạy là không biết nhường nhịn ai các bạn. Đá đèn này vượt thôi, mà mình cũng cần đá đèn đó các bạn, mình vượt luôn các bạn. Đá tụi nó cũng để ý đâu. Đó, chúng ta sẽ lên đường đèo các bạn, đi lên cung đường đèo. Đó, mày rất đẹp, cung đường đèo nguy hiểm này. Cảm ơn Nguyễn Hữu Di đã like cho mình nha các bạn. Mọi người muốn mình cảm ơn các bạn bấm nút like, các bạn bấm nút like cho nó hiện lên trên livestream của mình luôn nha mọi người. Ui ui, cảm ơn Đăng Khôi đã livestream anh nha các em. Đó, ôm cua đèo các bạn, ôm đèo trăm mấy không à, lấy cua này mà lấy không chuẩn là đi các bạn ơi. Ôi má, chó nó chạy cái gì á, má nó chạy nửa bánh kìa bạn. Để chơi vậy đủ. Thế nó chạy kiểu gì vậy trời, chạy ngang này cũng chạy có nửa bánh các bạn. Tôi sợ nó luôn á. Lái xe mà mình chạy ngược chiều mình hết hồn luôn các bạn. Má tí nữa là đụng mày đắp chiếu của mẹ rồi. Sợ thiệt. Anh em thấy không? Má nó ôm cua cái đèo mà nó ôm có hai bánh các bạn, nó hở vậy nè. Má quế thiệt. Hello Trần Phú nha, chào Thanh Bình. Ba anh cũng đọc trên đọc tên đó, chờ anh Khoa nha. Em chỉ gọi ba em chia sẻ thôi là anh sẽ đọc tên nè. Mọi người muốn mình thấy nhanh bạn bấm chia sẻ, bạn bấm like á là mình nó hiện lên nè. Nó chạy xe hai bánh. Chào Trần Khang, chào Hưng Nguyễn nha, hello mọi người. Nó ôm đèo, đi đèo khác không mọi người, thấy đi đèo khác không? Má đi đèo tí nó đắp chiếu rồi. Chạy đua MotoGP bán chiên các bạn, kém nữa là được đi thi đấu chuyên nghiệp rồi. Cũng mày chạy hơi ghê mọi người, cũng mày đường ghê lắm, cũng mày lạng quạng à, xuống mương à. Các bạn chạy đường hẳn thì dễ lắm bạn, nhưng mà chạy mấy cua này mới khó nè, nó ôm tới ôm lui mày chóng mặt lắm. Hello 800 năm anh em, 80 anh em đang xem nha mọi người, mọi người cho mình xin một like, mình chia sẻ cho mọi người theo dõi chứ. Nó đang lên đường đi Đà Lạt rồi, quá nhiều nguy hiểm. Nó đang đi đèo với tốc độ là kinh khủng vậy, đi đèo tốc độ 220, 230, ôm cua trăm mấy. Đó, đi đèo ấy ghê không, đường đẹp lắm bạn, đường đẹp này là ui. Đẹp này là dễ chết lắm các bạn, đường càng đẹp càng dễ chết bạn. Ui má nguy hiểm lắm mọi người ơi, mọi người chỉ coi mình lái nha các bạn. Đó, chứ ngoài đời lái kiểu này là mẹ có ngày đắp chiếu thiệt á, đắp chiếu giờ luôn bây giờ các bạn, nhưng mình làm đùng cái này chết rồi, dễ rạch chết luôn rồi, chạy rồi. Chạy mắm vô thì chạy mắm vô lắm quá lên ta chạy luôn rồi. Thằng này nó chạy đúng kỹ thuật nha mọi người, nó ôm đúng kỹ thuật luôn á, nó lái xe hay lắm bạn, nhưng mà quan trọng là mình điều khiển có đúng không, nó là mua đúng kỹ thuật luôn. Má ơi, vô cua đúng nhanh luôn bạn, vô cua tốc độ bàn thờ luôn á. Trời ơi,
Để Hư Hảo đưa vô cơn mơ rồi. 300 mấy à, lên nữa anh ơi. Kéo, bắp vô. Có nhiều nóc nhiều luôn bạn. Tao mới cua rồi các bạn ơi. Chết mẹ, ôm hộp cua rồi. Có là đêm ra đêm cuối rồi các bạn. Chiếc xe tôi đâu rồi, ê chiếc xe kìa. Ê, xe gớt kìa. Ô, chiếc xe gớt, ít xẹo gần các bạn ơi. Chiếc xe gớt mẹ, 800 km/h giờ. Cứ mang hàng em, được em ơi. Sửa là cái, trời xe anh vẫn chạy được nha mọi người. Xe anh nó vẫn không chạy được. Bị tối rồi. Bị đêm rồi coi. Đi đêm có vẻ hơi cắn mọi người. Đi đêm với chiếc Ducati thì hỏi được rồi. Chiếc này thì thấy mờ mờ. Khi nào người yêu gắn nghe, ôi người yêu nói nhà có mình các bạn chạy bám vô cái này tới nè. 500 các bạn ơi. Má đông quá. Ui, không có thấy đường luôn trời. Chạy nhanh quá các bạn ơi. Thôi 9 giờ sáng các bạn ơi. Đêm nay là đêm cuối luôn á. Nếu mà chỉnh đêm á, không có thấy đường lái. Đèn nó không chịu sáng kịp mình luôn. Rồi. Bám vô rất dữ luôn. Xỏ xe chạy các bạn. Xỏ xe test trên đường trường nha mọi người. Xỏ xe cái mình test cái. Đó là vụ hắn nha. Chào bỏ cương nha. Đập mặt em mình. Đó. Giờ nào mới kéo ra. Đó giờ tay đua mới thể hiện các bạn. Cái này đó. Này tới này luôn khỏi phải lách. 700 mấy rồi. Ủa, ôm mới ghê chưa? 600 mấy. Ăn cua 600 mấy nè. Ôi. Gió kéo kìa. Thấy bàn thờ chưa mọi người? Chạy bàn thờ chưa? 700 mấy. Ôi ôi trời trời. Tại nãy có xe tôi không bám vô được hết á. Giờ không có xe nè. Chạy ra mà thấy. Đó bạn cổ vũ đua xe bạn ơi. Chạy tới luôn bạn. Không biết sống gì bạn. Không biết ngày mai bạn. Đang bị ngáo đá bạn. Chạy ghê quá. Vậy đủ rồi bạn ơi. Giờ mình sẽ ra cái trường đua này. Mình đua cho bạn cái cướp ngân hàng á. Đây là xe G1 mơ Yamaha G1. Xe chạy quá chạy mà. Cốc bánh đầu á. Được em ơi, anh làm cái bánh đầu cho mọi người coi nè. Bao chất luôn. Để sáng lên cái. Làm bánh đầu cho mọi người coi ha. Để đơn giản mà. Lên đi bắt đầu các bạn. Rồi đi bắt đầu được có 100 mấy à. Hết bắt đầu rồi. Nói giờ chạy cây nha các bạn. Đi phường. Giỏ 800 mấy. Chạy tí khổ lắm bà mẹ xin việc. Tâm hắn nha Su ơi, sao gớt tôi. Tại này chuyên nghiệp các bạn. Vừa chạy vừa mà biểu diễn nè. Thanh phanh trọng kích nè. Trọng kích cho bạn coi. Thanh phanh, ấy á, ấy á. Sao chiếc này. Đó, phanh trọng kích luôn các bạn. Biểu diễn. Đó. Bạn bóp phanh trước các bạn. Bóp phanh trước các bạn. Dồn người trước là nó sẽ phanh trọng đầu các bạn lên. Cái này làm quen à, đập đầu. Đó, chỉ
thuật này chỉ là đó, kỹ thuật này vui thôi bạn ơi, đừng có chạy chậm chậm mới làm nha, chạy nhanh quá là nhắm đầu á, chạy chậm chậm thôi, còn bắt đầu mà bắt đầu cũng dễ xuống biển lắm. Bóc bánh sao hả? Bóc bánh sao đó anh, bóc nè, bóc bánh sao nè, chạy chậm, chậm chậm thôi, một upside down mới làm được nha, mấy chiếc PS3 là không được đâu. Mấy chiếc cục ống xe đào như chiếc này nè, nó xịn, nó mới làm được. Chơi game hay làm xiếc anh? Làm xiếc em ơi. Game cũng như tầm này, làm xiếc thôi. Ấy, đó, xiếc xuống biển luôn. Làm màu về cái kết. Đang chạy, G1 em ơi, Yamaha G1. Hắn lết bánh luôn, còn cho bạn coi rồi rip nào. Đó. Giờ mà 2-1 sốc lắm. Lết. Đó, lên bắt đầu luôn á, 300 mấy luôn à. Thắng lại rồi. Chạy qua đây ta, rồi luôn. Má mình né chi rồi, mình gớt xuống đây chúng ta. Giờ đi đâu vậy mọi người? Mọi người muốn mình làm gì giờ? Đi cướp ngân hàng hả? Ok mời, cướp thì cướp thôi, ngại gì. Nhập ba cái ngân hàng, cướp ngân hàng nha. Thôi, ngân hàng anh sợ nó lắm. Anh sợ nó không đủ tiền cho anh cướp đó mọi người. Dành cho anh cướp ngân hàng luôn. Cảm ơn T Anh Nguyễn đã like livestream mình nha các bạn. Gặp xiếc anh chung. Chơi game đàng hoàng mà không có làm xiếc mọi người. Coi người mình đang biểu diễn đó. Biểu diễn kỹ thuật cho mọi người mới nói mình làm xiếc. Nè đó. Thấy giờ. Để mở cảnh sát lên để cướp ngân hàng, cảnh sát không tới buồn lắm. Đường đèn đỏ đúng cách. Vừa làm xiếc vừa bẻ lái nè. Đó. Game cũng là dễ bạn ơi. Mọi người bấm nút theo dõi ủng hộ mình nha. Cảm ơn bạn. Đây là cái ngân hàng các bạn. Mình sẽ đậu xe cặp vách vô đây, vô cướp thôi. Để mình độ màu khác coi được không? Cái màu đen này nhìn hơi chuối. À được bạn ơi. Muốn độ màu nào đẹp vậy? Bạc silver. Ôi, màu này đẹp thật sự. Được mày ơi, chiếc cờ một độ này đẹp thật sự. Lập cướp ngân hàng mày ơi, đeo mặt nạ vô nha. Úi, đừng cởi ra hàng ngáo này. Cướp bạn. Đó. Được cướp thôi. Rồi đặt, phải đặt bơm để có thể cướp được cái vụ này. Đây, hai trái bơm mày. Hai trái bơm ở đây nữa. Vô mấy cái chốt cửa đó mày. Phá được cái chốt ngân hàng này. Chốt ngân hàng này bự lắm. Mà mấy cái chốt cửa này nó mới bung ra vậy. Đắp sau này vậy. Các bạn bung rồi các bạn. Đó, mấy chốt cửa vậy là bung thôi. Đơn giản lắm bạn. Bạn phải đặt bơm đúng cửa thì nó mới bung nha. Giờ mình sẽ vô đây mình lấy tiền. Gom tiền thôi. Đang cướp nha bạn, nó đang gom tiền á. Rồi các bạn, được ba lô ba, 3.8 các bạn. Đù, được thật sự nó 3.8. Giờ lại cướp thêm miếng nữa. Anh còn lứa tuổi học sinh, ngân hàng công năm. Công năm, ê hết tiền rồi. Rồi chết mẹ nó báo mang hả các bạn ơi. Ngân hàng công năm, anh em ơi, mỗi lần anh hết tiền anh sẽ chui vô đây để lấy ngân hàng nhà anh. Gì đây, đừng nói đứng game nha. Đứng game mày ơi. Má tức á. Tôi tức á. 540 người mà có 260 người like. Like cho gặp siết kim nổi tiếng đúng không mày ơi. Like cho gặp siết hành chung mày ơi. Chuyên làm siết các bạn ạ. Chơi game thì ít mà làm siết thì nhiều mọi người. Chạy tốc độ ngàn mấy km giờ mà. Các bạn nó không phải làm siết thì làm gì nữa.
Đây vô game lại mày ơi. Nà bị lỗi game quá giờ cây cứu rồi. Tại mấy cái mod bản đồ của bạn nó bị lỗi game á. Đang cướp mấy hàng là bị lỗi. Bạn có coi bạn Huỳnh Chí Hà, bạn có coi YouTube mình không? Mình YouTube mình thông báo mình like gì mình Facebook các bạn. Giờ bạn hỏi ngược lại là mình không biết thua, không biết trả lời sao luôn. Thấy tao hiểu ngàn quả lực hả? Được em ơi. Hello xe độ nha, hello Kính Thành. Mọi người cho mình xin lên 300 lượt like, bạn cũng 283 lượt like rồi. 40 mấy bạn xem nhẹ cái like đó là hơn luôn các bạn ơi. Đó, cảm ơn anh Khoa đã like stream nha, cảm ơn Khoa nhiều. Cảm ơn Tâm Lê Minh đã like stream của mình, cảm ơn bạn. Cho em hỏi sinh năm mấy anh, sinh năm 99 nha em. Điện thui rồi, anh vô lại. Gì hả? Mới nghe nhạc Đen Vâu ra hả em? Sáng cho anh cũng nghe em hỏi nhạc của Đen Vâu rồi đó. Bài Ái Mùi này mình để ý từ ngày qua tới giờ ha. Lúc nào giờ còn PUBG đi anh. PUBG đi anh. PUBG đi anh. Em đợi anh chơi PUBG nè. Ý, không đụng hot game nữa bạn. Má tôi xui thiệt chứ trời. Cảm ơn xin chiều nữa like chuyện của mình nha các bạn. Bấm lộn hot game nữa. Trời ơi, khổ. Hello Vũ Thắng nha. Người yêu con chưa mẹ mà. Rồi sao em? Anh già. Chết tôi luôn, 99 là giờ là em biết bao nhiêu tuổi giờ. Xiết, bạn ơi bấm hot game nữa chứ. Trời ơi, hôm nay mày ngày gì mà đen đủ với bạn. Hello Quýt Trường đã like stream của mình nha các bạn. 20 tuổi mà già gì ý ra bạn nó mặt mình già. Tôi tức á. Cảm ơn Hayna Lima đã theo dõi Fnatic của mình nha các bạn. Sau bao nhiêu năm mới gặp. Hello Hình Nguyễn nha. Bạn muốn gặp mình hoài bạn bấm nút theo dõi, bạn bấm xem trước nữa bạn để nhận được fan cứng luôn nha bạn ơi. Ôi cảm ơn bạn Jesu Sinagan thì đã cho mình 15 sao nha. Các bạn. Trời ơi. Được thật sự à. Mặc dù là người nước ngoài nhưng mà chẳng cảm ơn Thanh Du, Thanh Kiều Du. Kho 15 sao là 15 star. Má nói tiếng Anh. Nếu tin được mà nói được vậy luôn quá lạy rồi. Lo đọc tiếng nha. Anh em không bao giờ già. Trời ơi được em ơi, nghe câu này là rớt mắt rồi. Chứ chưa gì chữ ít già rồi đã buồn. Sao anh có tuổi chứ anh mà giấu cái chứng minh nhân dân đi. Mấy bạn không biết tuổi mình. Giấu năm sinh các bạn. Má đang đi cướp hàng vui rồi. Nguyễn Quý chê người ta. Vậy ai em coi. Ủa Nguyễn Quý cầu anh gì sao mình thấy Nguyễn cầu anh vậy ta. Lâu cười Chí Lê nha. Bên tiếng Anh thế giới là nè, nói tiếng Anh trình độ thế giới bạn, ngôn ngữ level cao bạn. Đang đi cướp ngân hàng à, nó làm pha cái mình dẹp vụ cướp luôn. Trời vô cướp lại bạn ơi. Giờ vô cướp lại thôi. Ây da, má con nhỏ này động xe mở cửa kiểu gì không mày, nhìn cái gì mở cửa kiểu gì cậu, nhìn xe tôi ngã con kia kìa. Ơi bỏ chạy hả, bỏ chạy hả, bán bằng tay liền. Trời ơi trời, nó mở cửa ra quẹt xe mình té vậy rồi nó còn bỏ chạy nữa, tức không má té chạy đầu luôn kìa. Má chỉ gần một tôi nữa chưa thì để mình dọn xuống giường mày ơi. Đẹp mới vô rồi ơi. Đó. Mình lịch sự các bạn. Ủa đâu rồi? Sát đó mình bước đầu tìm rồi ơi. Thôi không biết được. Nói chung là mình đã thu dọn chiến trường các bạn. Lịch sự thế cùng thôi. Này mẹ nẹt cô. Nẹt cô không? Hết nẹt cô không? Cà khịa. Tao vô cướp ngân hàng có gì không? Chạy vô ngân hàng cướp luôn. Dạ. Yeah.
Má, tôi đâu phải đi làm siết đâu, tôi đi cướp ngân hàng à. Mở cửa. Đi cướp ngân hàng nha, không phải đi làm siết nha. Mở cửa. Má, ai kéo cái cửa ra chạy xe vô cái trời. Kéo cửa ra bạn ơi. Gỡ cửa luôn. Gỡ cửa ra luôn bạn, mà cọc á. Sao đi vô đây? Chết rồi bạn ơi, gửi cửa ra banh ngân hàng luôn rồi. Cái cửa anh gửi ra luôn rồi. Má, tôi chơi lầy vậy mọi người. Má, đi, không phải đi làm siết nha. Đó, vô cướp ngân hàng. Ê, làm nhẹ nè bạn ơi. Đi ra sao lượt đó mày. Ê, có hai hàng nữa hả? Ê, chào đồng chí nha. Hai mày cầm súng rồi, nó vẫn chưa phải ứng gì hết rồi. Này nó không biết sợ chết rồi. Đó. Mày dám bắn mẹ đồng đội mày hả? Lão. Cướp thôi mọi người. Rồi bắt cái chuông này cho báo động lên. Báo động luôn mày. Báo động luôn mày. Chuyển qua luôn mày. Đó. Đập mày, đập nè. Báo động à. Báo động à. Tụi mày không phải đối thủ của tao đâu. Không phải đối thủ của tao đâu. Mẹ biết khôn mày, mày đầu hàng. Đầu hàng mày ăn cướp đi. Biết khôn mày đầu hàng ăn cướp đi. Đó, biết khôn mày như mày nè, mày ngồi yên vậy nè, thấy chuyện không? Ê, cảm ơn mở cửa ra giùm nha. Cảm ơn mở cửa ra giùm luôn nha. Nhờ nó mở cửa trong ra giùm luôn mày. Không phải mình đâu vô được đâu. Mẹ gộp lúa thôi. Phải gặp siết nha, một mình anh chấp cả thế giới luôn. Lụp tiền đi đu đưa bạn ơi, có tiền đi đu đưa rồi. Bỏ con mày cái gì má, con mày tới chi đuổi mình rồi. Chiếc cờ một mình đâu rồi má, mày sợ mất chiếc cờ một quá. Có tiền không mua được chiếc cờ một đâu. Hello bên chặt nha, qua bên quý quá hả. Hello chí hiền nha, quý lai kịp cho em. Mở cửa ra. Không mở cửa được vậy. Lướt qua bạn ơi. Wow, lần nào mình lên view là má rồi. Nó bị văng ghê bạn. Nhìn chó này. Tức con rồi.